chị và các bạn à, hôm nay cả nhà mình đi về quê à, vậy này là buổi trưa giờ nào không có nắng, lúc nào quay video cũng có nắng hết trời à, hôm nay mình về tụi mình đi về quê á, về chắc cũng vài ngày để đầu việc đầu tiên á, là tụi mình dẫn ông ba quên mất ba chồng á, đi bệnh viện để mổ. Cái thứ hai nữa là mình sẽ đến gia đình của ba bà cháu để tặng quà, gửi những cái phần quà mà đợt trước mình hứa. Đợt này mình sẽ đem những cái phần quà từ Mạnh Thường Quân gửi đến cho ba bà cháu, rồi sẽ nói chuyện với ba bà cháu một vài cái vấn đề, thí dụ như là còn sữa hay là còn mua thêm những cái gì đó, tụi mình sẽ hỏi ý kiến trước của bà. Mình sẽ offer cho bà, mình sẽ đưa cái ý của tụi mình á, xong rồi hỏi ý kiến của bà trước. Ok, bà mà nói bà đồng ý để mình tôn trọng cái quyết định của cái chủ nhà đó, cho nên là mình sẽ hỏi ý kiến của bà. Rồi khi mà bà ok rồi, mình nghĩ chắc bà cũng ok thôi, nhưng mà mình hỏi đi cho nó lịch sự, với lại mình tôn trọng chủ nhà đó. Rồi lần sau mình sẽ đến, mình sẽ mua những cái thứ tiếp theo, thì cô chú chị đón xem cái video tiếp theo để mình đến nhà ba bà cháu nha. Rồi sẽ mua quà, những cái thứ mà mình mua đem đến cho ba bà cháu đó. Đó, trời nắng bây giờ vô. Đó, hai anh em đang trên xe. Maxim, where are you? Maxim đang lấy xe. Đó, trời nó cô chú biết sao, nó đang âm u âm u. Mỗi lần lấy điện thoại ra quay video là nó âm u, nó buồn dễ sợ. Quay bên ngồi cô chú xem đường ở bên. Đây là con đường mình về quê. Từ nhà mình ở đi về quê nhà ông anh là khoảng 150 mấy cây số, tại vì tụi mình bây giờ đi đường tắt. Còn mấy bữa mình đi đường vòng á, cho nên là nó tầm trên 200 cây số, 250 luôn. Nhưng mà do cái thời đó sau khi chiến tranh bị gãy cái cầu á, bị đất sập mấy cái cầu, mình không có đi đường tắt. Nhưng mà bây giờ mình đi đường tắt rồi cho nên rất là gần, khoảng 150 mấy cây số à. Tụi mình đi khoảng 2 tiếng mấy á. Đi có 2 tiếng 10 mấy phút thôi. Xung quanh là cây mấy cái cây thông rất là đẹp. Nhưng mà có những cái khu vực á, cây thông mà thông con, thông nhỏ á, rất là nhiều, nhìn nó thì cũng đẹp lắm, dễ thương lắm. Thấy hai bên đường mùa hè á, cây lá xanh. Được tỉa gọn á, cho nên nhìn nó ra cái cây đẹp ha. Rồi có những rừng thông thì nó xanh hết luôn. Nè, được tỉa hết nè. Ở trên đường đi á, bây giờ có những cái người ta đang bán hàng ở ngoài đường á. Mùa này là mùa trái mâm xôi á, trái mâm xôi rừng á, cho nên là có rất là nhiều người bán ở ngoài đường như thế này. Đặc biệt ở Ukraine đó là
thủ Ukraine đều có thể là đất nông nghiệp, đều có thể trồng trọt được hết. Đây là bắp. Bắp rất là tốt. Nhưng mà ai mà có thí dụ một cái miếng đất nào mọi người á, nếu mà ai mà có đất ở trên ngay thành phố thủ đô Kiev luôn, nếu mà có đất á, là có thể trồng được hoa màu, có thể trồng bắp, trồng rau củ. Tiếp tục đây nè, đây một cái khu cánh đồng đây mọi người ha, ở dương hàng trăm hàng ngàn hecta đó. Hồ ở bên này nữa nè, vàng hết luôn đó. Hai bên đường hoang dương không, sâu bên vô bên trong. Ồ, thấy mê quá à, đẹp quá trời. Hai bên luôn, hai bên luôn, hai bên như thế này luôn nè. Thấp cơi, đẹp quá trời. In spring, bud grow. Cái thị trấn này hồi lúc vào mùa xuân nó là có giao tranh ở đây nè, từ quân từ Belarus nó qua, nhưng mà mọi người vẫn trồng trọt, vẫn trồng theo thời gian theo đúng quy hoạch. Cô chú chị ơi, cả nhà mình đi về tới nhà ông anh rồi. Bây giờ mấy mẹ con này đi ra hái mấy cái trái bơm. Hái mấy trái bơm vô xong rồi cắt ra để phơi khô chú, rồi nấu nước uống chứ không ăn sống. Tại vì không có ăn tươi cô chú. Ăn một hai trái thôi chứ không ăn nhiều. Đây này có cái cây bơm mình quay cho mọi người xem nha. Cây bơm nó còn nhỏ mà trái quá chừng luôn, cho nên là mình hái. Mình hái cắt để phơi khô á. Chứ để nó rụng á cô chú này ha. Cái cây này nó cũng ngọt lắm á. Đi mà hái bơm bỏ vô rổ cho mẹ nha, qua bên kia hái à, đi qua bên đây. À đúng rồi, hái hay con. Hái nha. Rồi, đi mà hái. Đi mà lặt hái bơm bỏ vô rổ cho mẹ. Hái con. Hái con, hái hết đi, hái hết luôn. Đúng rồi, hái luôn. Hái. Mạnh lên. Trời ơi, chân gãy cành của bé hai. Hái con. Hái trái bơm nhỏ này nè, cái này. À hả? Yes, hái luôn con. Hái trái bơm nhỏ này nè. À, dễ thương, sắp của chú theo. Sao? Apple. Đó, apple. Ôi. Thì mà hái con, hái bỏ vô trong rổ hết nha con nha. Baby apple. Hai con. Hái xong rồi sắp gọn gàng của chú. Giỏi chứ làm sao. Mà lấy gì yes. Lặt lá rồi ngon lành. Để rồi đấy, cái đầu cái cuốn quay lên rồi nữa. À, hai con bỏ vô rổ. Bỏ vô. Hái xong đi qua hái trái lê nữa. Trái lê chín rồi cho nên là hái hết đi con, hái lặt hết trên đầu con luôn, hái hết đi. Nè. Yes, hái con. Hái đã, hái luôn. Thì mà hái giống Tài Thiên quá, trong phim Tây Du Ký Tài Thiên đi hái trái đào quá. À. Thì mà. Hái con. Yes. Ở gia đình này cô chú anh chị ít ăn trái cây á, ăn rau củ chứ mà trái cây ít ăn. Nhưng mà với lại do một phần anh đằng anh về. Tim.
mà hai bơm chứ. Hai con hái bỏ vô rổ hết đấy, con hái cái mấy cái này nè. À hả, hai con hái hết mấy cái này bỏ vô rổ ơi con. Cờ bỏ lá luôn cho đẹp luôn. Khỏi cắt hai con bỏ lá cho đẹp. Rồi hái tiếp đi con, hái nhiều lên. Hái hết luôn. À hả, nó tại thiên á. Trời ơi, rụng ngay đầu nhỏ. Cởi nó con. Ngủng đầu con luôn. Ừ. Hai con. Trái đó nhỏ quá, trái đó nhỏ quá không? Trái đó nhỏ quá bị khô con à. Bì bì. Cái nào nhỏ con ba bì bì. Rồi hai con này đây nè. Ừ. Đẹp hả con hả? Giỏi. Hai con. Hai con. Hai giỏi. Hai lặp. Ừ. Hai ở trên nữa. Ừ. Hai luôn. À, người nhỏ thì hái cái cây nhỏ của chú thấy không? Cái trái bơm, cái cây bơm nhỏ thì mà nó hái là đúng cái kích cỡ luôn á đó. Hai đã, anh đứng nhìn cho nó hái cô chú thấy không? Nghe tên con là Tima như con. Con ơi, con là tên là Tima. Khoái con khỉ, nó chọc nhỏ là con khỉ, nó nhảy như con khỉ luôn kìa. À, bên kia có một cây bơm xanh của chú thấy không? Ở trên này cây lớn nè, cây bơm xanh nè. À, nó cũng gần chín rồi á. Tại vì chín xong rồi chắc cũng cũng hái xong rồi cắt ra phơi khô á. Cây chế cây bơm xanh. Còn cây bơm nhỏ thì mà hái. Chú thấy không, thì mà hái này cô chú nè, hái gần cái bằng cái rổ đó luôn, dùng mấy trái trên cao mày giúp mà thì ma hết hái luôn cô chú, hái cái rổ này vô cắt cắt ra để phơi khô nha thì ma, hái xong rồi ở đi cô chú, cầm xe đi. À, bye bye cô chú ơi, thì ma bye bye anh con.